Rồi bị chán vậy Lý? Hả? Xù, siêu đà luôn. Mắng biệt. Bên này xong chứ không? Trời. Hả? Giờ làm thì con lấu. Thằng cu còn bối kém đều mà đang nó nhiều rồi. Mớ hết nhờ. Anh cũng đi lãng lãng thôi. Không thấy bên kia. Bên kia thì mình nói với thằng cu. Cú cho chị lâu rồi mình đi làm đó này. Dạ, hè thoáng rồi. Cô đi không lao rồi. Bên kia là mới 2 tuần nữa mới, em biết. Cho nên bạn thì bôi kem vào đôi chân rồi lấy nghe. Có bôi kem không? Dạ có chứ. Nhưng mà má hết kem. Chị đi mua ấy. Nói mẹ mua bối nghe. Thế đang để cho lúc đầu đi đến đây này là bị
Trời ơi, Hầu ơi. Thế này mụn, thế này xíu đà luôn. Nhắc cho Hầu thêm thôi. Nhiều. Mấy phút nữa đi đi. Hai cái là chắc chắn luôn. Không bị dù quay chùm mà ra ba cái không thì em bị cho hai cái là nó chắc chắn đấy đó. Thank you.